Molex Mobile giá siêu rẻ tại shopmobilevietnam.vn, giảm giá lên đến 50%. Chỉ từ 150k các bạn sở hữu ngay một tài khoản lên đến 30 tướng, 250k các bạn sở hữu tài khoản hơn 30 tướng. Chào mừng các bạn trở lại kênh MOBA Mobile Việt. Ngày hôm nay mình sẽ chơi cô giáo hắc ám Veda và em Jiu đã rơi team của cô. Tôi cái kết sau khi sử dụng phong ba, con chủ tịch cũng phải lên bảng điểm số thôi. Dù bạn là ai, khi bị cô giáo gọi chắc chắn phải lên bảng điểm số rồi. À không, lên bảng kiểm tra miệng, kiểm tra gì đó. Nếu mà chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn no đủ của cô. Vào đây Mobile Việt sẽ hướng dẫn anh em chơi Veda, phát huy tối đa sức mạnh của cô, khiến cô giáo trở thành cái nỗi ác mộng của tướng địch, như kiểu ác mộng của chúng ta khi đi học đó các bạn ơi. Thực ra Veda là vị tướng sử dụng kỹ năng rất là dễ, nhưng mà kén người chơi cần có khả năng di chuyển tốt và cũng có một cái tốc độ di chuyển nhanh. Vì vậy chúng ta cầm cái bổ trợ tốc hành và sử dụng phù hiệu di chuyển qua sông tăng tốc độ chạy. Nếu mà trận đấu team bạn không có khả năng khống chế nhiều thì anh em nên giấy Hermes nha. Một combo Crixy gần lên bảng điểm số. Mình cũng từng có ảo chám, không ảo chám làm gì bạn ơi. Về nhanh còn kịp. Xoay ca Triệu Vân dính team của cô. Chơi Veda là phải thả team. Mà thả team chúng tướng địch chắc chắn choáng 1,5 giây. Đây là chiêu thức rất lợi hại của Veda nha các bạn ơi. Nếu anh em đi cùng đồng đội, cover cùng đồng đội thì cái chiêu thức này rất là lợi hại. Để đánh Veda là đánh cùng team nha, chứ không để đi nẻ từ điểm đầu game được đâu khi các bạn chưa có một combo mà em lên bản số. Lên luôn. Quẩy lên các em ơi. Quẩy lên em bò Toro, quẩy lên em theo lát. Có cô dẫn đầu, cô là đầu tàu. Mới tội cô không có team nữa rồi, hết team rồi các bạn ơi, thả nhiều hết team. Giờ cô giáo thả một xíu đã hết team rồi, buồn ghê. Mỗi việc thả hoài không hết đâu. Mỗi ngày mà thả cũng biết là bao nhiêu cái team. Thả mỏi cả tay. Cô giáo thả tí mấy cái team đã hết rồi, buồn quá buồn. Thiếu mana là cái mà chúng ta rất thấy thường gặp khi chơi Veda. Chính vậy, nếu mà đánh Veda thì anh em cũng có thể sử dụng phù hiệu hồi mana súc túc nha. Trận này gặp ngay chủ pháp sư Crixy. Mà Crixy cũng sợ mình, bởi vì mình chỉ cần choáng chiêu 2 là mình sẽ tung combo thẳng mặt luôn. Đừng tiếp kỹ năng nha anh em ơi, cứ dùng combo cấu rỉa. Hết combo chúng ta lại vô bụi. Đợi có kỹ năng chúng ta lại nò mặt ra khỏi bụi, chúng ta sẽ có lại cấu rỉa nha. Diêu này, thả tim. Thả tim là nghệ thuật. Thả tim như thế nào thì hợp lý, các bạn phải sử dụng phải tinh tế nha, chứ không phải là lúc nào thả tim được đâu. Ví dụ khi Jiu nhảy vô áp sát anh em nếu mà thả tim trước thì càng tốt. Hoặc nếu mà Jiu quá nhanh thì đợi Jiu sử dụng phong ba xong anh em thả tim sau đó combo. Chứ đừng có mà tướng địch nhảy vào mà theo kiểu là dùng chiêu thức né được cái thả tim của anh em thì các bạn sẽ mất chiêu rất là phế. Như kiểu Triệu Vân mà đang bổ chiêu ấy, bà đấy bổ chiêu đúng lúc mình thả tim thì mình sẽ bị mất tim, vô cùng nguy hiểm. Bình tĩnh các bạn ơi, ăn đồng cái đã. Lý do mình ăn đồng cùng tim các bạn đều biết rồi, bởi vì sẽ có cái bùa này rất thích hợp với những vị tướng pháp sư. Và nhiều khi là mình không tiêu diệt tướng địch khi tướng địch có liềm mà có bùa, hoặc là mình thiếu một chút đam mà có bùa thì chắc chắn ăn mạng các bạn ơi. Bây giờ chưa phải thời huy hoàng của cô, phải tầm 3 đồ thì cô mới ghê. Nên mình cứ đảo lên mình canh thôi. Tốc độ di chuyển rất là nhanh phải không anh em ơi? Cấu rỉa nhẹ nhàng. Gần nửa cây máu ghi đô. Triệu Vân xuống tận đây cơ. Kìa, về muốn ăn đây. Chuyển 1, chúng có 3 kìa. Thả tim. Kế hoạch chưa cuối luôn. Chạy đi đâu? Kìa mạng
đứng đứng lại cho cô tả tim nào, đứng 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 lại, đứng lại. Ừ, trời ơi, ở đây đây Vân, Vân hay quá. Thì là Vân vẫn mê tim của cô. Còn bướm click xe thì không thèm luôn. Đây 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 đây, đây mình tả tim này. Thôi, tả tim hay ate. À, đúng là Clixi không hề thích tim của cô giáo. Các bạn thấy Hayate vẫn còn niềm đẹp mạnh nhưng mà vẫn chết. Nên mình khuyên anh em, nếu mà đi đường giữa thì nên hỗ trợ tim ăn dầu nha. Các bạn sẽ có rất nhiều lợi thế đấy. Sương Sương, cô đã có 4 mạng rồi. Và đây tiền đề để Veda lên nhiều đồ tẹo nữa quẩy tim. Khi các bạn có đủ level và kéo về late game thì có đủ hồi chiêu, có đủ sát thương và sức mạnh rất là rõ rệt. Veda đánh hay hay đánh không hay quan trọng ở khả năng di chuyển. Nếu các bạn không tự tin vào khả năng di chuyển của mình thì các bạn di chuyển theo team nhé. Đứng sau đội hình mình thả kỹ năng thôi. Đường đường cao quá. Ăn bùa xanh này các bạn ơi. Cẩn thận em Bunat ơi. Biết ngay mà. Mình biết ngay mà trận này Gindu chuyên gia lèm đá dấu tay. Hết máu rồi còn phong ba làm gì. Phong ba xong chết đấy à. Ơ kìa, mình không có bùa xanh. Chán ghê, có bùa xanh thì tuyệt vời mặt trời. Có bùa xanh thì tuyệt vời mặt trời. Không có bùa xanh em ơi. Cẩn thận. Mason, có bùa xanh rồi nhưng mà hết máu. Bật tốc hành dí theo. Rồi xong. Không đuổi kịp anh em ơi. Rồi xong. Cá có liềm vẫn chết. Đâm sâu ham mạng. Không rút ra kịp. Và cái kết quá thảm. Không sao, trận này cô giáo lo được. Quá lo được luôn. Bởi vì hiện tại mình đã rất xanh rồi, 605. Bỏ bỏ dòng đi bạn Tô ơi. Có một cái lý do mà các bạn thường hay nêu ra khi mà bị chết hoặc là khi fit, đó là mạng lang. Vé đồ thừa hoặc là cũng có thể thật nên không biết đâu vào đâu đâu các bạn ơi. Mà mình thấy vào đó đâu phải lag đâu, rõ ràng bạn đứng đấy luôn nội tại, trong khi thì team không có ai che chắn cho bạn. Bạn chỉ còn một xíu máu thôi. Và nếu anh em nào chưa biết trang bị phù hiệu bằng ngọc cho cô giáo Veda thì Mô Việt sẽ trình bày ngay sau đây thôi. Trước hết nhớ ủng hộ tinh thần bằng cách ấn nút like nha. Ôi trời, không cái được bùa xanh rồi. Và xong cô rồi. Clixi, anh em thấy chưa? Clixi thả chiêu xa và những phát choáng chiêu 2 của Clixi sẽ khiến mình lên bảng đối số cực kỳ nhanh bởi vì mình rất là mỏng. Đấy là hơi tham bùa anh em ơi, tính là chưa một thả rơi ăn được bùa nhưng mà cái kết. May là chiều cuối của mình rất là nhiều đam, ăn được mạng Hayate nha. Chơi Veda anh em không để nộ sai sớm. Như pha vừa rồi mình nộ sai sớm nó quá nguy hiểm luôn. Đứng trước đội hình bị dồn kỹ năng vào các bạn sẽ chết. Nếu thì bạn có nhiều sát thủ đánh Veda lại càng phải cẩn thận hơn. Nên các bạn cố gắng làm sao đứng sâu sau đội hình hoặc lúc bụi, chờ có kỹ năng ra thả kỹ năng sau đó để lui về. Chứ đừng có đánh thường nha, Veda đánh thường không có sát thương đâu. Hiện tại được đồ của mình rất là ok rồi, bây giờ một combo là chết một em. Nhưng mà chiêu cuối chỉ dồn sát thương vào một mục tiêu nha. Nếu mà chiêu cuối sát thương vào nhiều mục tiêu thì lại không thể một combo chết một đứa đâu anh em ơi. Nhiệm vụ của cô là thả tim. Cô trong bụi cô thả tim. Đứa nào vào bụi cô đập sấp mà luôn. Cô thả tim sấp mà luôn. Thả tim lát map à không, thả tim nát đội hình tim bạn. Quá ghê. Hay Ate đúng lại cho cô thả tim nào. Bật tốc hành lên luôn. Có ăn được không? Không ăn thì mình soi hộ. Phê quá.
12 kill rồi các bạn ơi, 12 mạng rồi. À, như vậy cô giáo Veda đã full đồ rồi, nhưng mà mình vẫn phải bán cái đồ là Phượng Hoàng Lệ đi để lên một cái đồ phép nữa. Thường là các bạn có thể lên sách thánh để cho nó để đấy chưa choáng vội nha, chiều cuối xong mình mới choáng. Bây giờ thì thả chiêu, chiêu vân giờ hết máu, chiêu vân thả tim chơi luôn. Thấy cô giáo vào lao vào với cái tốc độ bàn thờ và cũng lên bảng với tốc độ bàn thờ luôn. Quả đấy mà mình bật chiêu 2 sớm khi Triệu Vân bổ vô là mình chết chắc. Nhưng mà mình đợi Triệu Vân bổ chiêu cuối xong mình mới thả chiêu 2. Khi đó thì Triệu Vân hết kích tốc vào chiêu 1 rồi và bị choáng 1,5 giây thì cũng bị giảm cái thời gian gây sát thương chuẩn, thành ra không sốc đam chết được mình đâu. Sách chi hồn hoặc sách thánh nha, mình thấy là sách chi hồn nó hợp lý hơn. Và nhiều khi thì bạn có khả năng hồi phục máu từ trang bị và những vị tướng khả năng hồi phục máu. Lên game thì hồi phục máu rất là ghê. Mình xin một combo, đừng đùa với cô. Diêu tính làm gì? Con chủ tịch một combo. Và bây giờ chưa đủ combo. Tanker mà, tanker thì có kỳ phải 2 combo anh em ơi. Đùa với cô. Cô cất tát. Cô hủy diệt team. Cô khỏe quá. Mười sáu mạng rồi các bạn ơi, trận này thắng chắc rồi. Chuẩn bị Hayate nha, Hayate chắc là chỉ một combo của cô lên bàn số thôi. Chạy đâu. Ok, như vậy video clip màu Việt chơi cô giáo hắc ám Veda thì đã hết rồi. Xin chào anh em. Con bò nó quẩy kinh chưa kìa. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.